Kênh Ký ức lính, trân trọng giới thiệu, hồi ký của cựu chiến binh Phan Minh Châu, nguyên là chiến sĩ thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 5. Trên chiến trường Campuchia, sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tập 2, tại Se Tung Treng, sự tàn bạo của kẻ thù đối với nhân dân đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp. Khi đặt chân đến đây, chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ quân sự mà còn giúp đỡ nhân dân, dạy họ cách trồng lúa nước, giúp các cô gái dựng nhà, xây nhà tắm, dạy ngoại ngữ và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Những việc làm này đã tạo nên tình cảm sâu đậm giữa bộ đội Việt Nam và người dân nơi đây. Nhắc đến những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ giữa bộ đội ta và người dân địa phương, tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện xảy ra trong một trận càn quét của tiểu đoàn 2 tại một căn cứ lõm của địch phía Bắc Sang Trang. Câu chuyện này sau được xem như một nút kết vui về câu nói, chăm nghe không bằng một thấy. Sau một tuần ở Phum La Via, tiểu đoàn 2 được bổ sung lực lượng mới, đa phần là chiến sĩ nhập ngũ từ năm 1976 năm 1977. Trong số đó có Võ Xuân Vũ, chiến sĩ nhập ngũ năm 1978. Điều đặc biệt là Vũ nhận lệnh nhập ngũ ngay sau khi trúng tuyển Đại học Y Dược và vừa hồi phục sau ca mổ ruột thừa. Một ngày nọ, Trung đội 7 nhận lệnh tổ chức lực lượng lùng sục và truy quét một nhóm tàn binh Pol Pot trong một phum không có dân sinh sống. Nhiệm vụ rất nghiêm ngặt, nếu phát hiện lực lượng địch, có thể tiêu diệt ngay mà không cần chờ lệnh. Khi nhận lệnh hành quân, Vũ mạnh dạn xin đi theo dù thú thật rằng cậu rất sợ. Thấy sự tự tin trong ánh mắt chàng trai trẻ, tôi đồng ý. Sáng hôm sau, chúng tôi bí mật hành quân, cắt rừng và đến nơi khi mặt trời đã lên cao. Sau khi triển khai đội hình, tôi cùng hai chiến sĩ, trong đó có Vũ, tiến vào phum. Đến gần khu vực đầu tiên, tôi nghe rõ tiếng người nói chuyện. Tôi ra hiệu cho cả đội tiến lên, kín đáo quan sát căn nhà gỗ đầu tiên. Trong nhà có một nam một nữ. Không rõ chúng có vũ khí hay không, tôi quyết định lao nhanh đến, hô lớn. Người đàn ông hoảng hốt bỏ chạy, tôi bắn một phát cảnh cáo và ra lệnh bắt giữ. Người đàn ông bị trói bằng chiếc khăn cà ma của hắn, còn cô gái thì được thả. Tôi giao nhiệm vụ cho Vũ canh giữ tên tù binh, trong khi tôi và các chiến sĩ khác tiếp tục lùng sục các khu vực còn lại. Khi quay lại, tôi thấy chỉ có mình Vũ. Ngạc nhiên, tôi hỏi, đồng chí, tù binh đâu? Vũ run rẩy trả lời, dạ, nó chạy mất rồi à? Giận dữ, tôi hỏi tiếp, sao lại để nó chạy? Lúc nó chạy sao không bắn? Vũ giải thích, dạ, lúc ở đơn vị, em nghe các anh dặn rằng nếu chưa có lệnh của chỉ huy thì không ai được tự ý nổ súng. Tôi biết Vũ đã hiểu nhầm lệnh, vì để đảm bảo yếu tố bí mật và bất ngờ, nên tuyệt đối không ai được nổ súng trong lúc tiếp cận mục tiêu. Tôi hỏi tiếp, vì sao cậu để nó chạy mà không truy đuổi? Vũ kể, lúc anh vừa đi, em thấy cô gái tù binh cứ khóc rồi nắm tay em nói gì đó mà em không hiểu. Cô ta đưa hai tay lên ngang bụng rồi đưa qua đưa lại. Sau một hồi không thể giải thích được, cô ấy kéo em ra góc nhà, cởi cúc áo, chỉ vào ngực mình, rồi chỉ vào tên tù binh đang bị trói ở góc nhà và khóc. Lợi dụng lúc em đang phân vân, tên tù binh liền thoát ra cửa và chạy mất. Nghe Vũ nói, tôi cố giữ bình tĩnh. Sau khi sâu chuỗi lại những gì Vũ mô tả, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi giải thích cho các chiến sĩ mới rằng cô gái ấy đã làm những động tác đó để cầu xin chúng ta không giết chồng cô ta. Khi cô chỉ vào ngực mình, ý của cô là ngực đang có sữa, chứng tỏ con cô ta còn có con nhỏ. Nghe tôi kể lại, mọi người đều gật gù công nhận, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Tôi đùa với cả Trung đội 7, qua vụ này, tôi đề nghị phải phạt nặng đồng chí Vũ vì cố ý không chịu hiểu khi người ta đã cho mình nhìn rõ. Cả đơn vị cười ầm lên, nhưng ai cũng thấy tiếc vì đã để mất một tù binh quan trọng. Vào cuối tháng 5 năm 1978, Tiểu đoàn 2 được giao nhiệm vụ phòng ngự tại một khu vực phía Bắc, nằm trên đường số 13 thuộc vùng Se San. Thời gian này, tiểu đoàn thường xuyên đặt trong tình trạng báo động cao. Cán bộ và chiến sĩ luôn căng thẳng, mệt mỏi, liên tục chịu áp lực từ những trận tập kích của địch. Địch sử dụng đủ loại vũ khí như pháo cối, pháo không giật DKZ-75, súng chống tăng B-41 và súng phóng lựu để tập kích từ các điểm cao trên những ngọn đồi xung quanh. Khu vực phòng ngự của tiểu đoàn nằm giữa một khu rừng dầu rậm rạp, cây cối dày đặc và xanh tốt. Nhưng chỉ sau một tuần, khu vực này đã trở nên hoang tàn. Cây cối gãy đổ, đất đá bị cày xới, tất cả như một bãi chiến trường. Mỗi ngày, địch tổ chức từ 3 đến 4 đợt tập kích bằng pháo cối, pháo không giật và cả bộ binh. Một buổi sáng sớm, khi sương mai còn chưa tan, địch dồn dập ná đạn cối và B-41 vào đội hình của đại đội C-8. Sau 20 phút diễn ra chương trình, chào ngày mới, với tiểu đoàn 2, không gian núi rừng dần được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Khi mọi việc trở lại trạng thái bình thường, bọn lính trẻ chúng tôi lục tục rời khỏi hầm chiến đấu,
tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sau khoảng thời gian dài phải hít thở không khí ẩm mốc trong những đoạn hào và hầm chật hẹp dưới mặt đất. Từ dưới các chiến hào, mỗi người tản ra một hướng vào rừng làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị nhận suất ăn sáng là những nắm cơm vắt cùng món cá khô do các anh nuôi chuyển từ trong phun ra chốt. Do đã quá quen với quy luật hoạt động trước đó của lính Pol Pot, chúng tôi chủ quan và bị động. Bất ngờ, một cuộc đột kích xảy ra vào đội hình đại đội 8 khi các trung đội chưa đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Lần này, địch không mở đầu bằng loạt pháo cối hay súng phóng lựu như thường lệ, mà là những tràng đạn chồng liên thanh và tiểu liên AK bắn ra ở khoảng cách rất gần. Khi chúng tôi còn đang sinh hoạt cá nhân trên mặt đất, cuộc đột kích diễn ra nhanh chóng. Do đó, việc tổ chức phản kích gặp nhiều khó khăn. Lúc chúng tôi vào được các vị trí chiến đấu thì địch đã rút ra xa. May mắn là cuộc đột kích bất ngờ này chỉ làm 3 đồng chí bị thương, không ai hy sinh. Ngay sau đó, đại đội tổ chức một phân đội phát triển về hướng địch vừa xâm nhập để làm nhiệm vụ. Chúng tôi thận trọng tiến từng bước, tránh đụng phải hệ thống mìn do bộ đội cày phía trước trận địa phòng ngự. Tiến về phía bờ nước khoảng 70 mét, chúng tôi phát hiện và thu được nhiều vỏ đạn K-56 do nhóm lính Pol Pot vừa sử dụng. Tiếp tục tìm kiếm theo hướng di chuyển của địch, chúng tôi phát hiện một ụ súng chiến đấu cá nhân mới được đào đắp. Mẫu đất còn mới, xung quanh có rất nhiều dấu chân di chuyển ngược hướng nhau trên cùng một trục đường. Những gì thu thập được khiến chúng tôi nhận định địch đã sử dụng kế, hồi mã thương, để tạo yếu tố bất ngờ nhằm tổ chức phục kích đội hình đại đội 8. Có thể nói, kế hoạch này đã thành công vì địch đột kích đúng lúc chúng tôi chủ quan, đã quen với quy luật tập kích của chúng hơn một tuần trước đó. Chúng tôi đánh giá địch có thể tiếp tục áp dụng phương thức này với các hướng phòng ngự khác của tiểu đoàn 2. Thực tế cho thấy, nhận định ấy là chính xác. Ngày hôm sau, một kịch bản tương tự được chuẩn bị, nhưng không có đợt đột kích nào xảy ra. Đến ngày thứ tư, sự kiên trì của chúng tôi đã có kết quả. Sau đợt tập kích bằng súng cối, các phân đội của đại đội 8 lập tức bỏ dở bữa trưa, bí mật triển khai đội hình phòng ngự, phát triển ra phía trước khoảng 100 mét. Đội hình phòng ngự được mở rộng khoảng 100 mét, chọn vị trí thuận lợi để mai phục và tiêu diệt địch. Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, chỉ khoảng 10 phút sau loạt đạn cối cuối cùng, một nhóm lính Pol Pot gồm 5 tên xuất hiện. Trong nhóm có 2 trung liên mang súng B-40 và 2 lính trẻ mang tiểu liên AK, thận trọng tiến về phía trận địa của ta. Nhờ đã có những phương án đối phó từ trước và chủ động chọn vị trí tác chiến, chúng tôi bình tĩnh chờ địch đến đúng tầm rồi đồng loạt khai hỏa. Bị phản kích bất ngờ ở cự ly gần và không trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, toàn bộ nhóm địch đột kích bị tiêu diệt. Chỉ duy nhất một tên thoát chết nhưng cũng bị thương nặng, bởi chúng tôi phát hiện vệt máu kéo dài trên đường tháo chạy của hắn. Vậy là bài học rút ra từ sự hy sinh của đồng đội qua cuộc đột kích trước đó mà sư đoàn 260 giảng cho tiểu đoàn 2 đã được chúng tôi trả giá sòng phẳng, thậm chí có phần lãi. Đây cũng là một trong những bài học thực tiễn chiến đấu quan trọng trong giai đoạn năm 1979 đến năm 1980, khi bộ đội trung đoàn 5 trở thành mối hiểm họa lớn đối với các nhóm tàn quân Pol Pot còn ẩn náu và hoạt động sâu trong nội địa hai tỉnh Kompong Chàm và Kompong Thom. Đầu năm 1979, khi tiểu đoàn 2 đứng chân tại khu vực cầu cháy, chúng tôi tiếp tục học được bài học về kế sách điều hộ ly sơn của địch. Sau những đợt càn quét trên diện rộng nơi tiếp giáp giữa lộ 7 và lộ 6 thuộc tỉnh Kompong Cham, lực lượng địch buộc phải phân tán thành các phân đội nhỏ, lui vào rừng sâu để bảo toàn lực lượng. Một số khác cải trang, trà trộn sống trong dân, chờ cơ hội thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ khi bộ đội ta lơ là cảnh giác. Trong thế trận như vậy, một số đơn vị trở nên chủ quan và xem thường hoạt động của địch. Một buổi chiều nọ, lúc mặt trời vừa khuất sau những hàng cây quanh phum, bất ngờ có những tràng tiểu liên bắn thẳng từ hướng đại đội 8 vào trong phum. Tiếp đó là những loạt đạn rải rác phát ra từ nhiều vị trí trên con đường nhỏ dẫn vào phum. Quan sát kỹ, chúng tôi phát hiện bên những hàng cây ven phum thấp thoáng bóng áo đen di chuyển rích rắc. Chỉ huy trung đội 8 lập tức ra lệnh xuất kích truy đuổi. Trong lúc rút chạy, bọn địch vừa bắn trả khiêu khích, vừa dẫn dụ lực lượng của ta vào khu vực phục kích. Khi lực lượng truy kích tiến gần, ngay lập tức bị tấn công bất ngờ bởi hỏa lực mạnh từ các vị trí mai phục sẵn. Theo phản xạ, các chiến sĩ nhanh chóng lao vào những ụ đất và gốc cây gần đó để tránh hỏa lực. Tuy nhiên, ngay lập tức, hàng loạt tiếng nổ vang lên. Đó là mìn và lựu đạn bẫy mà địch đã giăng sẵn dưới những ụ đất và gốc cây. Chủ quan và bất ngờ trước phương thức đánh mới của địch, trận này không chỉ không giữ được địch mà còn khiến 2 chiến sĩ hy sinh và 1 người bị thương nặng. Trong lịch sử chiến tranh, kế sách điều hộ ly sơn không phải là chiến thuật mới. Nhưng trong trường hợp này, địch đã khéo léo khai thác đúng lúc cán bộ, chiến sĩ của ta trở nên lạc quan, chủ quan về sức mạnh quân sự. Trên các mặt trận do tiểu đoàn 2 phụ trách,
dù lực lượng của ta luôn tạo được thế chủ động, trận chiến này là một bài học đắt giá để tránh những tổn thất không đáng có trong tương lai. Trong các cuộc hành quân truy quét, bài học này đã được chỉ huy tiểu đoàn 2 tổng kết kịp thời để nhắc nhở các đồng chí chiến sĩ và sĩ quan trẻ khi được bổ sung về đơn vị chiến đấu. Những bài học chưa có trong sách giáo khoa mà chỉ được tổng kết từ thực tiễn chiến đấu luôn được đánh đổi bằng máu và sinh mạng của đồng đội. Trận đánh bất thành của tiểu đoàn 2 trung đoàn 55 tại Phung Cao Champa năm nào, do tiểu đoàn trưởng Tạ Quang Sôi chỉ huy, cũng là một bài học xương máu trong kinh nghiệm chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam. Trong cuộc chiến này, người chỉ huy không chỉ cần giỏi công tác điều hành mà còn phải mưu lược, thông minh, và có những nhận định chính xác về địch, cũng như khả năng giành thắng lợi của ta. Sau khi cùng các cánh quân của Sư đoàn 5 hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Cai Lậy tỉnh ngay trong đêm 30 tháng 12 năm 1978, tiểu đoàn 1 trung đoàn 55 nhận lệnh bí mật đưa quân sang Cồn Lớn để ém quân. Mục tiêu là đến sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979 sẽ tấn công tiêu diệt bọn tàn binh của Sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ, sau khi chúng bị đánh tan rã tại thị trấn Ca Gia Tia, một thành phố cổ kính và sung túc bên dòng sông Mekong. Tuy nhiên, trận tập kích bất ngờ vào sáng 1 tháng 1 năm 1979 đã không diễn ra như kế hoạch. Nguyên nhân là công tác hiệp đồng tác chiến giữa tiểu đoàn 1 và lực lượng phối thuộc gặp trục trặc. Lực lượng vận tải của quân khu 7 triển khai chậm do ảnh hưởng của dòng chảy sông Mekong. Mặc dù đã vào đầu mùa khô, lượng nước lớn từ thượng nguồn vẫn đổ về, làm dòng chảy rất mạnh, gây khó khăn cho việc điều động các tàu quân sự chuyển quân. Hệ quả là trong đêm 30 tháng 12 năm 1978, một số tàu vận tải chuyển quân của tiểu đoàn 1 đi lạc hướng. Điều này dẫn đến tình huống ta bắn nhầm vào quân mình. Cụ thể, khẩu đội 12 ly 7 do khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Tám chỉ huy, đã bắn vào tàu chuyển quân của tiểu đoàn 1 địch. Sau trận này, ngày 2 tháng 1 năm 1979, trên đường truy kích tàn binh của sư đoàn 260 và 603, trung đoàn 55 nhận lệnh quay về bờ đông sông Mekong để giải cứu khẩn cấp trung đoàn 316 của sư đoàn 303. Lực lượng này đang bị một đội quân lớn của Pol Pot vây đánh và chịu thiệt hại nặng nề. Các đơn vị của ta, bao gồm tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 55, cũng bị tổn thất đáng kể trong nhiệm vụ giải cứu này. Theo thông tin báo cáo từ trung đoàn 36, tình hình thật sự khẩn cấp sau nhiều giờ bị địch tấn công. Lương thực và vũ khí của các đơn vị đã hoàn toàn cạn kiệt, và nếu không được cấp cứu kịp thời, các thương binh nặng sẽ khó có cơ hội sống sót, vì đã phải trụ lại giữa vòng vây của địch. Việc giải cứu đúng lúc của trung đoàn 55 đã giúp hạn chế tổn thất sinh lực của trung đoàn 36. Trận giải cứu thành công cho trung đoàn 36, một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh và trình độ chiến đấu của các chiến binh trung đoàn 5, với chiến thuật vận động tấn công mạnh mẽ. Vào một buổi sáng ngày 2 tháng 1 năm 1979, các hướng tấn công của trung đoàn 55 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Sư đoàn 303 giao. Trung đoàn 55 không chỉ giải vây thành công cho trung đoàn 36, mà còn trực tiếp tiêu diệt một phần đáng kể sinh lực của quân Khmer Đỏ, và phá hủy một lượng lớn vũ khí của địch. Các khẩu đội DKZ, cối 82 và súng máy 12 ly 7 của các đại đội K-16, K-17 và K-18, cùng các tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã phá hủy hầu hết các cao điểm ở phía bờ Tây và đánh chìm một số tàu chiến của địch trên sông Mekong, đoạn chảy qua thị xã Cai Lậy. Trong trận đánh này, tôi đã bắn bị thương và bắt làm tù binh một tên lính Pol Pot. Từ ngày 4 tháng 1 năm 1979, theo kế hoạch của Trung đoàn 55, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 tiếp tục hành quân về hướng Chợ Long với nhiệm vụ đánh chiếm Phum Press Club. Trận đánh bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, với khí thế mạnh mẽ của một đội quân thiện chiến. Các đội bộ binh của Tiểu đoàn 2 ngay từ đầu đã liên tục tổ chức nhiều đợt xung phong dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của các bộ đội DKZ và súng máy 12 ly 7. Dù tinh thần quân địch đã xuống thấp sau những thất bại trước đó, lực lượng quân Khmer Đỏ vẫn dựa vào quân số đông và trang bị tốt, chủ động xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc trong Phum và dọc theo bờ sông. Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 1979, các tiểu đoàn của Trung đoàn 2 đã thay nhau tấn công và đẩy lùi các vị trí phòng thủ của địch, nhưng không thành công. Địa hình chống trải khiến ta không thể mạo hiểm áp sát vào Phum, đặc biệt khi các khẩu đại liên của địch từ bên trong vẫn có tác dụng chống lại các đợt xung phong của quân ta. Đến 10 giờ 30, dưới hỏa lực mạnh mẽ của bộ binh, trong Phum bắt đầu bốc cháy dữ dội. Quân Khmer Đỏ tử thủ trong Phum buộc phải lùi sâu vào trong, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 2 tiến lên gần hơn, nhưng vẫn không thể tiến sâu hơn nữa. Trước sự kháng cự quyết liệt của địch, sau nhiều giờ giằng co mà ta vẫn không thể tiến vào, ban chỉ huy trung đoàn 5 đã quyết định điều chỉnh chiến thuật. Vào lúc 12 giờ trưa, tiểu đoàn 1 nhận lệnh di chuyển sang hướng tấn công mới. Không có bữa ăn trưa như thông lệ,
Các chiến binh tiểu đoàn 2 được lệnh bí mật hành quân sang hướng đông của Phum, rồi len lỏi qua các lùm cây rậm rạp trong những nhánh rừng ngập chìm trong nước lũ của sông Mekong, dù lúc này không phải là mùa mưa. Tiểu đoàn di chuyển bì bõm trong nước, lên đến ngang ngực. Sau hơn 3 tiếng hành quân khổ nhọc trong rừng cây và dòng nước lũ, vào lúc 16:30, các đại đội của tiểu đoàn 2 chuyển hướng hành quân về phía tây bắc của Phum Preah. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn 2, sau khi rời khỏi bìa rừng, đã thận trọng tiếp cận căn cứ, rồi triển khai đội hình chiến đấu trong một không gian tĩnh lặng, lạnh lùng. Đại đội trưởng đại đội 8 giao nhiệm vụ cho tôi cùng hai chiến sĩ bí mật di chuyển men theo các hàng cây thấp ven bờ sông. Chúng tôi di chuyển thận trọng, từng bước một vào trong Phum. Khi tổ đến gần căn nhà sàn đầu tiên, cách Phum khoảng 200 mét, tôi dừng lại quan sát xung quanh. Mọi thứ đều bình tĩnh, nhưng trong làn gió từ bờ sông, chúng tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cơm nấu, làm tôi nhận ra nơi phát ra mùi thơm đó. Khoảng 30 mét nữa, từ hướng đông nhìn vào sông Mekong, chúng tôi phát hiện một nhóm lính áo đen đang phân chia khẩu phần ăn, trong khi số còn lại nghỉ ngơi trên võng. Nhận định của chỉ huy là đúng. Địch đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào đêm xuống, trong khi chúng tôi đã bí mật đưa một tiểu đoàn vượt qua rừng lũ để tiến vào mạng sườn của chúng. Cảnh giác cao độ, tôi bất ngờ nhìn lên ngọn cây gần đó, cách chúng tôi khoảng 50 mét, và phát hiện một tên lính Pol Pot đang làm nhiệm vụ canh gác. Có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày chiến đấu căng thẳng, hắn đã ngủ. Tiểu đoàn 2 đã tiến sát vào Phum mà không bị phát hiện. Bộ đội ta đảm bảo tuyệt đối yếu tố bí mật và bất ngờ. Không có thời gian để quay lại báo cáo cho chỉ huy, tôi nhanh chóng hội ý với 12 chiến sĩ cùng tổ. Sau khi chỉ cho xạ thủ B-40 vị trí mục tiêu, tôi quyết định bắn hạ tên lính Pol Pot đang ngủ trên cây. Lệnh được quy ước là phát súng đầu tiên sẽ do tôi thực hiện. Tôi di chuyển cẩn thận đến vị trí thuận lợi, ngắm đúng vào giữa ngực tên địch, rồi bóp cò. Sau tiếng nổ từ khẩu súng, tôi nhìn thấy tên lính ngã lộn rơi xuống đất. Đúng lúc ấy, tiếng nổ của khẩu B-40 vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn. Tiếng xung phong vang lên, và tôi bật dậy lao nhanh về phía trước, nơi bọn lính Pol Pot đang vội vã nhảy xuống khỏi chiếc võng, chạy thục mạng về phía bờ sông, cố tìm nơi ẩn nấp. Các chiến sĩ bộ binh của tiểu đoàn 2 theo sát phía sau, với nòng súng AK đỏ rực rỡ trên tay. Tiếng đạn súng cối vù vù trên đầu, kèm theo tiếng đại liên của các khẩu đội, tạo thành một màn hỏa lực dày đặc, bao vây địch. Tôi truy đuổi những tên lính Khmer đỏ đang cố tìm đường trốn chạy về phía bờ sông, nhưng trong lúc đó, tôi cũng vô tình trở thành mục tiêu của quân ta, khi từ bên sườn phải và phía sau, hỏa lực của đồng đội cũng bắt đầu nổ súng. Tôi nhận ra mình đã hành động vội vàng, chưa kịp báo cáo tình hình với ban chỉ huy tiểu đoàn, và khi đó lệnh nổ súng từ chỉ huy tiểu đoàn 2 vẫn chưa được phát đi. Dù vậy, trong hoàn cảnh ấy, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi đã không bị trúng đạn từ đồng đội, và mọi việc diễn ra rất nhanh. Trận chiến tiếp diễn quyết liệt, khi tiểu đoàn 1 liên tục tấn công từ hướng Bắc, gây sức ép mạnh mẽ lên lực lượng phòng thủ của địch. Chúng buộc phải tìm cách thoát thân và chọn lối thoát duy nhất là bơi qua sông Mekong. Trận đánh kết thúc khi mặt trời đã lặn, và các chiến sĩ ta hò reo vang dội. Các khẩu đội hỏa lực của tiểu đoàn cùng các đại đội bộ binh liên tục nhả đạn, tạo thành một lưới lửa bao vây những tên lính Pol Pot đang cố bơi qua sông trong. Sự hoảng loạn, hỏa lực từ các khẩu súng AK bắn tỉa của bộ binh ta nhắm sát mặt nước, khiến khả năng sống sót của quân Khmer đỏ gần như không còn. Sau trận đánh, các chiến sĩ tiểu đoàn 1 và 2 tiếp tục tìm kiếm vũ khí của địch bị bỏ lại sau khi tháo chạy, với hàng trăm khẩu súng các loại thu được. Chúng tôi tự hào về chiến công này, một trận đại thắng của trung đoàn 5 trên mặt trận Viễn Đông, sông Mekong. Trong trận chiến này, tôi đã góp công cùng tiểu đoàn 2, trực tiếp bắn hạ 3 tên lính Pol Pot tại chỗ. Đối với những tên địch bị tiêu diệt trên sông, tôi cùng các đồng đội không thể đếm được số lượng chính xác, vì hỏa lực của ta đã tạo thành một trận báo lửa. Một kỷ niệm không thể quên, sau trận đánh, tôi mang trên vai 4 khẩu súng thu được từ những tên lính Pol Pot bị tôi bắn hạ. Tôi vui mừng chạy vội về hướng ban chỉ huy đại đội 8 để báo công. Trên đường đi, tôi gặp đồng chí Hoàng Văn Nhựa, chính trị viên đại đội 8. Tôi vui mừng chào anh và báo cáo rằng tôi vẫn an toàn. Tuy nhiên, anh bất ngờ tát tôi một cái thật mạnh. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh nói rằng tôi là một người lính vô kỷ luật, nhưng cũng rất may là tôi đã lập công. Sau đó, anh vỗ vai tôi và cả hai cùng tiến về phía bờ sông. Với những đóng góp cá nhân trong trận đánh, tôi vinh dự được Ban Chỉ huy Trung đoàn 5 và Sư đoàn 303 đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, vì đã có thành tích tiêu diệt 3 tên địch và thu được 3 khẩu súng. Không lâu sau, tôi được tham dự Đại hội Mừng công của quân khu 7 vào năm 1979.
Tôi vinh dự được cử tham gia đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua của mặt trận Tây Nam để thăm phạm pháo và cùng với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1979. Suốt 30 năm qua, dù đã trải qua nhiều biến đổi trong cuộc sống và môi trường công tác, nhưng một trong những vật tôi luôn trân trọng lưu giữ chính là những bài viết đã được đăng trên tờ Tuần báo Tuổi Trẻ phát hành ngày 15 tháng 6 năm 1980. Những bài viết này nói về cuộc sống chiến đấu và lẽ sống của người lính trên tuyến UT5, những chiến sĩ tình nguyện chiến đấu trên một chiến trường đầy gian khổ và tàn bạo do chế độ Pol Pot dưới sự lãnh đạo của Yên Sa Di gây ra. Một trong những bài viết ấy đã được trao tận tay tôi, người đồng đội cũ của Trung đoàn 5 quân khu 7, dưới hình thức một tờ báo đã vàng ố và hư hỏng theo thời gian. Tôi đã cẩn thận căn dặn đồng đội hãy giữ gìn nó cẩn thận và không để thất lạc, vì dù đó là một tờ báo cũ, nhưng đối với tôi, đó là kỷ vật gắn liền với một câu chuyện bi thương đã theo tôi suốt hơn 30 năm. Cùng với các phóng viên của Đài Truyền hình và Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và anh Trần Thế Tuyển, phóng viên báo Quân đội Nhân dân, Nguyễn Văn A, chúng tôi đã cùng viết những bài phóng sự, và những bài viết này đã được lên kế hoạch phát hành. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp được phát hành, các chiến sĩ Trung đoàn 5 đã âm thầm chia tay thành phố thân yêu để quay lại mặt trận. Một tháng sau, tôi nhận được thư nhà từ mẹ tôi, trong đó bà kể rằng bà đã nhận được khá nhiều lời thăm hỏi của các bạn đoàn viên trẻ đến từ các trường đại học trong thành phố. Đặc biệt, bà nhắc đến tên một cô gái, Trần Anh Lâm, sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Nông Lâm. Theo những gì Phan Đình Vũ, em trai tôi, kể lại, Trần Anh Lâm đến thăm gia đình tôi trong một dịp rất đặc biệt, không giống như những người bạn trẻ khác chỉ đến thăm hỏi rồi trở về giảng đường. Từ buổi chiều đầu tiên ấy, cho đến khi tôi còn trong quân ngũ, không có một buổi chiều thứ bảy nào mà gia đình tôi vắng bóng cô sinh viên ấy. Cô đã trở thành một phần trong gia đình tôi, gần gũi và thân thiết như một người con gái. Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều thứ bảy, khi cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều, một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, mang chiếc vòng vải dù, đến thăm. Theo lời giới thiệu của cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội của Ủy ban phường 3, cô gái này đã hỏi mẹ tôi có phải đây là nhà của anh Phan Minh Châu không. Mẹ tôi lo lắng, run rẩy hỏi có phải cô đến để báo tin không hay có điều gì không may xảy ra với tôi. Cán bộ đi cùng cô gái vội trấn an và giải thích rằng cô là sinh viên của trường Đại học Nông Lâm. Biết gia đình tôi gặp khó khăn vì tôi còn làm nghĩa vụ chiến trường, nên đến thăm và tặng quà cho hai đứa con của tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng đón khách vào nhà, và sau bữa cơm, cô Lâm xin phép ở lại qua đêm để hiểu thêm về tình cảnh của gia đình. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, cô Lâm trao cho mẹ tôi một tờ báo, nói rằng cô đã đọc một câu chuyện cảm động có thật trong đó, và mong mẹ tôi giữ nó, rồi trao lại cho tôi khi tôi về thăm nhà. Câu chuyện này đã làm cô quyết định ở lại thăm gia đình tôi lâu hơn. Và đó là lần đầu tiên cô đến với gia đình tôi. Thời gian trôi qua, mẹ tôi và hai đứa con đã quen với sự xuất hiện của cô Lâm. Cô đã trở thành một người không thể thiếu trong những buổi chiều thứ bảy. Đến năm 1980, tôi nhận được bức thư đầu tiên từ cô Lâm, trong đó cô kể về gia đình mình và cuộc sống sau khi mẹ và chị gái cô qua đời. Lúc ấy, cô đã là một cán bộ lãnh đạo của ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Những tháng cuối năm 1981, khi tiểu đoàn 30 của sư đoàn 370 còn đóng tại thị xã Công Tràm, tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị từ quốc cô, người xin được cùng tôi chia sẻ khó khăn và thay tôi chăm sóc hai đứa trẻ, để bù đắp phần nào sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ chúng. Lúc đó, tôi không thể hiểu lý do tại sao cô lại có quyết định cao quý như vậy, khi cô đã từ bỏ mọi điều kiện thuận lợi của gia đình và tổ chức, có lẽ chỉ vì muốn chờ tôi trở về, chờ đợi một người lính mà cô chưa từng gặp mặt. Sau đó, tôi không còn nhận được thư của cô nữa, trong khi tôi đang giằng xé với những mâu thuẫn nội tâm. Bất ngờ, tôi nhận được một bức thư từ một địa chỉ phường ở quận 1. Tôi không đoán được ai đã gửi bức thư ấy cho tôi và không hiểu vì sao người gửi lại có được địa chỉ của tôi. Thư là của cô cháu gái Trần Anh Lâm, cô bé học lớp 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai. Nội dung bức thư chủ yếu là những lời oán trách, với một đoạn thơ cô bé viết trước khi gửi thư cho tôi. Cô bé viết rằng cháu không hiểu gì về những chuyện đang xảy ra trong gia đình, chỉ muốn biết lý do vì sao dì của cháu, một người luôn vui vẻ và yêu đời, lại trở nên buồn khổ và cô đơn, mà không ai trong gia đình biết rõ nguyên nhân. Những đêm khuya, khi ngoài đường vắng lặng, cháu thường lén nhìn vào phòng và thấy dì ngồi đó một mình, đọc những gì không rõ rồi lại viết, viết rồi khóc. Dì đã thức trắng nhiều đêm như vậy. Một lần, khi dì ra ngoài, cháu lén vào phòng tìm kiếm và phát hiện ra những bức thư từ một người lính gửi qua hòm thư HTV7. Cô bé hiểu rằng dì đang cố giấu nỗi buồn khổ của mình. Cô bé hỏi tôi liệu tôi có biết vì sao tôi lại làm gì buồn đến vậy. Tháng 5 năm 1982, khi đoàn 30 của tôi trở về đất nước,
đơn vị dừng chân tại căn cứ cũ của trại TK-60, cách biên giới khoảng 6 cây số. Được một tuần, tôi viết thư báo tin cho mẹ và các em. Lúc này, Ánh Lâm đã tốt nghiệp và nhận công tác tại nông trường Bà Bèo, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ai cũng bảo cô tìm đến một nơi xa xôi như vậy là điều kỳ lạ, nhưng tôi hiểu lý do. Cuối tuần, Ánh Lâm mang gạo và các vật dụng về thăm mẹ và các con. Khi nghe tin tôi đã về nước, cô mừng đến mức đánh rơi cả chiếc bao đựng gạo. Cô vội vã đón xe lên Tây Ninh, rồi theo một chiếc xe chở than để đến căn cứ. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cô cũng tìm được nơi chúng tôi đang tạm trú. Nhưng rất tiếc, khi cô đến vào chiều tối, chúng tôi đã rời căn cứ từ sáng sớm hôm đó. Khi biết tin không thể gặp được tôi, Ánh Lâm cảm thấy thất vọng cùng cực, tưởng chừng không thể bước nổi trên con đường ngập đầy bụi đỏ của vùng biên giới. Cô không thể trở về thị xã Tây Ninh trong đêm vì chuyến xe khách cuối cùng đã rời bến lúc chiều, vì vậy cô đành phải ngủ trọ qua đêm tại một gia đình làm nghề phá rừng đốt than ở Đồng Ban. Sáng hôm sau, cô quay lại Cai Lậy để tiếp tục chờ tin tức của tôi. Đơn vị chúng tôi sau đó về lại căn cứ núi đất ở huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi chúng tôi đã hành quân ra biên giới vào tháng 8 năm 1978. Mặc dù điều kiện không đủ để bố trí chỗ ở cho các đơn vị mới đến, trung đội của tôi phải tạm trú trong một lô cao su cách căn cứ khoảng 2 cây số. Sau khi nhận được tin từ gia đình, Ánh Lâm vội xin phép lãnh đạo nông trường để về ngay Bà Rịa. Cô đến căn cứ khi trời đã tối, và vì cô đi một mình vào rừng cao su, vệ binh của đơn vị đề nghị cô nghỉ tạm qua đêm, chờ sáng hôm sau để đưa vào nơi chúng tôi tạm trú. Tuy nhiên, cô không muốn chờ đợi mà quyết định tự mình vào rừng cao su. Các đồng chí vệ binh đành phải giúp cô tìm đến nơi chúng tôi trú quân. Cô chờ đợi hồi hộp, nhưng một lần nữa lại nghe tin tôi đã có tên trong danh sách đi khai thác gỗ ở nông trường Bà Tô, và phải 2 tuần nữa tôi mới về. Ánh Lâm không quá xúc động và thất vọng trước tin này. 2 tuần sau, khi tôi trở về từ Bà Tô, tôi nghe Nhân kể lại mọi chuyện và thầm trách sao em lại phải chịu khổ như vậy. Khi tôi về được 2 hôm, đơn vị quyết định mượn nhà của dân để chúng tôi ở tạm, chờ ngày ra quân. Mùa này mưa nhiều, nên chúng tôi kéo nhau về sống bên những người nông dân mộc mạc, chân chất ở một làng quê ven sông Thị Vải. Cảnh sống giản dị và gần gũi này làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Sau hơn 4 năm chiến đấu, Ánh Lâm cũng đã có một đêm ngủ ngay trên chiếc sạp tre mà tôi dùng để ngủ tạm, hít thở không khí của người lính. Dù cuộc sống còn đầy gian nan, nhưng chỉ cần một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, như cô đã viết trong mảnh giấy cô đã giữ chặt dưới chỗ nằm của tôi, cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện. Trong đêm ngủ giữa rừng cao su hoang vắng, xung quanh chỉ có những người lính xa lạ, Ánh Lâm tìm về Bà Rịa lần thứ 2. Cô đã tính toán thời gian nên khi đến khu rừng cao su, trời đã chiều. Cô hăm hở đi vào rừng, nhưng điều cô không ngờ đã xảy ra, khu vực cô đã từng nghỉ lại cách đây hơn 2 tuần không còn bóng dáng của bất kỳ người lính nào. Cô tự hỏi, họ đã đi đâu? Trả lời cô chỉ là tiếng gió thổi qua những tán lá cây. Một người phụ nữ đi lượm củi về muộn chỉ đường cho cô tới ngôi trường nhỏ của xã Long Phước, huyện Long Điền, nơi trung đội của chúng tôi đang trú. Khi cô đến, trời đã hơn 6 giờ chiều. Chúng tôi vừa giúp bác tư chủ nhà chuyển gỗ nên chỉ còn 5 anh em ăn tối bên hiên nhà bếp. Đang ăn dở, tôi nghe tiếng của chị hai bác tư gọi, chú Châu ơi, xem ai tìm chú này có phải là người nhà Lên Tâm không? Chưa kịp nuốt miếng cơm cuối cùng trong chén, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn bước ra cửa, đứng dưới hiên nhà và đưa mắt nhìn. Các anh em tôi đứng lên, tôi với tay lấy chiếc áo treo trên vách nhà, mắt vẫn không rời cô gái. Chị hai nói, cô coi, có phải là người quen của cô cần tìm không? Ánh Lâm đứng đó, bất động rồi bật khóc, chưa kịp biết phải làm gì, cô đã bước vội đến và ôm chặt lấy tôi, mặc cho những người trong gia đình bác Tư và đồng đội tôi đang nhìn. Cô nói với tôi bằng giọng hờn trách, anh có biết là em đã đi tìm anh vất vả hơn cả tìm chim không? Em giận anh có hiểu không? Mấy người đồng đội của tôi đã nhường lại không gian đầy cảm xúc ấy cho chúng tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều về những khó khăn của tuổi thơ, những tình cảm đong đầy khi phải sống trong sự chờ đợi của những người chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện. Chúng tôi nói về những tháng ngày sắp tới, khi tôi không còn là người lính xa nhà nữa. Sau đó, tôi tiễn Lâm ra bến xe để trở lại nông trường, với lời hẹn sẽ gặp lại nhau ở Sài Gòn sau khi tôi nhận quyết định phục viên và trở về với gia đình. Một tuần sau, Lâm đến thăm gia đình tôi. Bước vào nhà, cô nhìn thấy chiếc áo bộ đội bạc màu treo trên móc áo. Cô biết tôi đang ở một mình trong phòng, hỏi thăm mẹ tôi đôi câu rồi gọi 2 đứa nhỏ đến hỏi thăm việc học hành. Khi 2 đứa trẻ ra ngoài, cô xin phép mẹ tôi để gặp tôi. Lâm không nói gì nhiều, chỉ khuyên tôi cố gắng tìm công việc phù hợp để giúp mẹ, vì cuộc sống gia đình khó khăn.
Cô còn nhắn tôi không làm gì tổn thương đến hình ảnh của một người lính đã từng sống và cống hiến tuổi trẻ cho lý tưởng. Trước khi rời đi, Lâm trao cho tôi chiếc đồng hồ kiểu nữ mà cô vẫn thường đeo, và nói với tôi, anh hãy giữ nó như một kỷ niệm. Tôi có thể dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của mình cho anh, nhưng điều đó không thể thực hiện được. Vậy anh hãy vì tôi mà nhận lấy chiếc đồng hồ này và chiếc xe đạp dưới nhà, những phương tiện giúp anh đi làm việc. Tôi mong anh hãy giữ gìn những kỷ vật này, vì chúng sẽ thay tôi ở bên cạnh anh những lúc anh cảm thấy nhớ đến tôi. Tôi thật lòng muốn nhìn thấy anh có được hạnh phúc, vì có lẽ những đứa trẻ đang cần tình thương của một người mẹ dịu hiền. Ánh Lâm đã đưa hai đứa trẻ ra chợ để chúng chọn mua mỗi đứa một bộ quần áo, rồi quay lại cha mẹ, lặng lẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Giờ đây, mỗi khi tìm lại những kỷ vật xưa cũ, trong đó có tờ báo cũ của năm nào, loại báo đã đưa cô đến với tôi vẫn giữ mãi nó như một kỷ vật thiêng liêng suốt 30 năm. Nó luôn gợi lại trong tôi những lời oán trách của cô bé học sinh lớp 10 năm nào đã gửi thư cho tôi, một người lính xa lạ. Tôi vẫn còn nghe rõ giọng hờn trách của cô gái nhỏ, chú ơi, chú có biết chú đáng ghét lắm không? Dù đã rời quân ngũ từ cuối năm 1982, những ký ức về những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Chùa Tháp, trong đội hình của Trung đoàn 5 năm anh hùng, vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Lần họp mặt truyền thống thứ 12 của Trung đoàn được tổ chức vào những ngày tháng tư lịch sử của đất nước, là dịp để chúng tôi, những thế hệ cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn, gặp gỡ nhau và ôn lại những kỷ niệm buồn vui, mang đậm dấu ấn thời gian. Những chiến công của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc được nhớ lại. Cũng như đồng đội của mình, tôi thật sự hạnh phúc và tự hào là một người lính của Trung đoàn 5 năm anh hùng. Mặc dù chưa được quy tụ hết các cựu binh của Trung đoàn qua các thời kỳ, nhưng chỉ với những người đã có mặt trong buổi họp, chúng tôi đã thấy rõ hiếm có một đơn vị nào của quân khu 7 như Trung đoàn 5, một đơn vị đã cung cấp cho quân đội nhiều tướng lính và sĩ quan cao cấp. Điều đó đã được khẳng định với hai lần được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi vẫn cảm thấy niềm vui chưa trọn vẹn vì trang sử của Trung đoàn vẫn còn dang dở. Chúng tôi là thế hệ thanh niên đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tham gia xây dựng đơn vị từ năm 1976 đến 1978. Chúng tôi đã chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế trong đội hình của Trung đoàn. Chúng tôi luôn được ghi nhận như một phần của quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, một cuộc chiến không kém phần khốc liệt với nhiều hy sinh. Truyền thống anh hùng của Trung đoàn trong cuộc chiến chống Mỹ và những thế hệ kế tiếp đã làm đẹp thêm trang sử của Trung đoàn. Trong hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế, để có được danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai vào năm 1986, không thể không nhắc đến sự cống hiến và hy sinh của lớp cán bộ chiến sĩ trưởng thành sau năm 75, là con em của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, họ đã góp phần tô thắm thêm cho trang sử hào hùng của đơn vị. Chúng tôi mong các thủ trưởng và những người đồng đội của chúng tôi hãy sống lại với những hồi ức của những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để cùng nhau viết tiếp phần còn lại của trang sử về một thời chiến đấu và một thời để nhớ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2, hồi ký của cựu chiến binh Phan Minh Châu, cựu chiến binh, nguyên là chiến sĩ đại đội 8, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 năm anh hùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.